À, gì đi. Chia ra điều á ngang không? Điều là Hiếu nó kiện á ngang. Chuyện gì ai kiện trời, ít hơn được sao đâu. Lấy rồi, lấy cái gì khác này đi giờ ấy. Ý là bỏ cái ly đầu đi, hiểu không? Lấy cái ly sau thôi, bỏ rồi bỏ cái ly đầu vô lại cho mẹ. Để chi, để khỏi mất công nó phí phạm. Đó, đúng rồi. Chén tô gì cũng vậy. Rồi Hiếu ơi, gấp Hiếu. Đậu bắp được rồi Hiếu. 8:30 thôi, ăn nó mới ngon. Cụ đào đi chia đôi luôn. Cụ đào đi tự. Ủa, có mấy cụ đào. Tự chia đôi. Có 3 cụ đào hay sao? Ờ, có 3 cụ đào. Có 3 cụ đào hay sao? Tự chia đôi. Ủa gì tự chia đôi luôn hả? Sẵn vô đó là bày luôn. Ờ, nó giấu sẵn rồi. Vậy là bà cô này đứng trước vậy đó. Bà đón trước sự việc. Nhìn được tương lai. Không mà bữa đây mấy ơi là có nước ngọt chứ bữa đây tự nhiên quên lửng, không nhớ, không nhớ một miếng nào luôn. Mẫn gì vậy? Mưa lạnh mà. Rồi hôm qua nguyên một ngày mưa. Má. Ngày luôn hả? Nay có nửa ngày. Đại khái là mưa xong mà tạnh, tạnh xong là mưa như 3-4 ngày luôn rồi liên tiếp rồi đó. Ngày hôm qua là trời ơi nó mù mà nó đi ra tiệm ba mà nó trời ơi tối thui luôn mà nó cho chú bộ đội ăn đồ nướng cho nó dễ ăn. Hiếu ơi lấy tô Hiếu, ăn bánh ướt hay ăn bánh hỏi vậy đó. Uống nước vô là nó khó ăn đồ ăn lắm á con. Chèo không, chèo không? Nhìn công bằng không rồi? Một cái ly nhỏ, một cái ly to vậy mà sao điều hay không điều sao biết được. Ly này đá không ạ? Đá nhìn ông Hiếu sao con mắt không à? Không thấy, thấy. Nhìn thấy con mắt không à? Không thấy gì hết trơn trời.